Cô cẩn thận tí con. Trời anh tới dựng con đỡ con xuống chứ đỡ nó tí cái keo mà. À, hôm nay gia đình mặn rủ nhau đi dạo sông hồ mọi người. Đây thôi vợ chồng mình vô mướn khách sạn. Vô hotel. Ở đây có cái hotel nè. Trời lớn rồi mà con không nhảy xuống được hả? Sợ té. Ok. Mặn ở gần nhà, mặn ở gần cái hotel này nè mọi người, nhưng mà chưa có vô đây bao giờ nha. Hả? Hotel là nhà nghỉ á con. Rồi, không biết hả? Vậy nhà nghỉ con cũng không biết chỗ ngủ nghỉ á. Con biết hotel là gì nữa mà con đưa thấy hotel là đâu. À sao? Tại vì mình ở đây mình đâu có cần phải mướn làm gì. Bây giờ là hiện tại bây giờ ở bên Đức này là tháng 3 nha mọi người. Thì nó cũng đã bắt đầu chuẩn bị vô xuân phải không anh? Hả? Vô xuân nhưng mà ở bên Đức này thì mặn chưa thấy cây cối mọc lá non nha, mà là cây cối vẫn còn chưa có lá non mọc nè. Nhưng mà rất là lạnh. Bà ba là con gái đi con. Bây giờ hiện tại bây giờ vẫn còn 3-4 độ. Bữa nay đi dạo thấy nắng nắng đẹp đẹp đi dạo. Quay cho mọi người xem phong cảnh sông nước hồ. Ở đây là cái đập nước nha mọi người. Thì cái con sông này nè, nó chạy thẳng vào trong phố, chạy băng qua phố luôn nha. Đây là thành phố này mà nó chạy thẳng băng qua luôn. Đây, ông bà cô chú thấy cảnh đó. Mùa xuân tới nơi rồi mà cây cảnh đó, thì cây cối chứ thì chưa có thấy lá non đâm chồi. Ở bên Đức này trời khí hậu nó lạnh thì lạnh nha, thì còn đỡ, nhưng mà đến khi mà có gió nó rét nha mọi người, nó lạnh kiểu như là lạnh rét á. Còn này là cái nhà hài kịch ở thành phố chỗ mặn hồi bữa trước con gái mặn đi diễn á mọi người, đi diễn đánh keyboard á, mặn cũng có quay mà không biết là mọi người có xem cái clip đó hay không. Nói chung thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Đây là cái chiếc cầu mà băng vô trong phố nha. Có một đàn vịt kìa, vịt màu trắng, vịt hay cu này, chim cu gì á. Đứng xa cho con, anh này mặn thu lại gần gần cho mọi người xem. Cái này là hôm nay không phải enter con, mà cái này là con chim phô gờ hả? Chim phô gờ chim của nó là gì vậy? Con vịt kìa, vịt có hai con. Đó, có hai con sát cái ấy đó. Thu gần lại thì ít có thấy rõ. Không phải mấy con chim bình thường thì đó là súp phư kìa. Trời lạnh, cái môi con gái lớn mặn nó đã chét nè. Nó đã chét mà có nhiều người vô coi nói là sơn môi cho bé chi, bé con nhỏ mà sơn môi. chứng minh. Còn con nhỏ này thì môi không được đỏ như chị. Chỉ có con lớn là môi son thôi. Con mẹ thì môi lại thâm, ra lạnh là thâm đen. Ông chơi quá chơi vậy. Quỷ gì lạ lùng vậy. Chứ đâu coi thử. Coi ông thử mau ông đâu. Ông đưa tôi coi cái mau ông thử môi đây. Thì đỏ. Môi ông thì giống môi da rè. Môi Victor giống môi má ma phải không? cười. Ớn quá, ớn. Đúng á, hai chị em chạy nhanh coi thử coi. Coi từ từ forzit nhá. Trời lạnh mà té xuống cái là đau tay đau chân á con.
giờ dịch chim rồi nó xuống nó bơi, mình lạnh muốn chết nó xuống nó bơi. Bữa nay tính ra lạnh đó anh, mấy bữa cũng được mười mấy độ mà bữa nay thì ba Còn hai bốn ba độ, độ, ba độ. chuẩn bị vô xuân Chuẩn bị vô thôi. xuân. Đang có chuyện gì heo queo vậy? Hả? Let it thoughts. Yeah, let it compose. Yeah. Con gái, gái đâu? Gái lạnh đâu? Ôi trời ơi, gái lạnh vậy hả bay? Đây, đây, đây con. Nó chạy, chạy, chạy. Này nè. À, cũng đóng rong đóng đồ quá chừng nữa ha, dắt rồi đóng rong bạn đã vào trong phố đâu nè, đây là đường chính của phố nha. Hello, đây đường chính của phố là con đường mà bạn hay đi nhất và bạn cũng thường xuyên quay nhất luôn. Hồi nãy là bạn đứng ở dưới đi. Hồi nãy là mặn đi bộ dưới này nè, gia đình đi bộ dưới này, đi băng qua khỏi cái cầu này. Bây giờ lên cầu rồi. Ở bên này thì cái con sông nó chạy qua cái cầu này. Nắng nắng lên cho nó ấm ấm lên. Hai mấy cho con đi mà nhanh dữ hả? Hello bà Victoria. Zara. Ở bên Đức này cái người Đức họ hay lắm nha mọi người. Dù có lạnh, dù tuyết rơi, dù có mưa cỡ nào hay như thế nào, họ cũng đi ra ngoài nha. Họ đi dạo, họ hít thở không khí rồi chứ. Như mình, như mặn nè. Mưa gió mà ít có đi lắm. Đi mình vô trong em gallery cho con nó dạo dạo một chút cho nó lạnh đó. Vô đó cho nó ấm một chút. Ha. Ba mày. Thành phố Mận thì chỉ có cái trung tâm em gallery này nè. Là lớn nhất ở Rainer này ạ. Tất cả các mặt cờ hay là ăn uống quần áo cái tất cả tất tần tật người ta tập trung vô này. Đây là trung tâm thương mại mà Mận trước kia Mận cũng có quay một hai cái clip nha mọi người. Mận đang đứng là dưới tầng dưới rồi Mận quay lên ở trên, đây là tầng trên. Ở đây thì bán rất là đầy đủ các mặt hàng. Mình vô đây mình mua sắm vào mùa đông, vô đây mua sắm thì nó tiện hơn, mình tránh được cái lạnh. Bên đây người ta mở lên nước nè. Mấy bữa thì mình đi chợ vô này mà không có thấy nha. Bên đây bắt đầu người ta mở lên, đẹp chưa? Em yêu, đẹp không? Đẹp không? À, tóc coi, tóc nè. Tóc gì? Tóc gì? Big, big. Ba ba cột tóc cho em á hả? Này bán giày. Cái tiệm polo, tiệm đồ hiệu polo. Thôi bữa nay đi dạo thôi anh, không có đi dạo ngoài thôi, không có vô, không có mua sắm gì thấy không, chưa gì hết. Giờ người ta đỡ đồ ấy ra, đồ mát mẻ ra nè.
đồ đi dự tiệc dự đồ. Cái tiệm này nó từ ngày nó thay đổi chủ mới lại, mình chưa vô tiệm nào. Chưa vô, bữa nào vô. Này người ta tới chơi này nè con, cờ tướng nè. Kia còn có bán quần áo only, rồi trên kia có tiệm giày Diamond nằm tiếng kia, chỗ xanh xanh đó mọi người. Kia có tiệm Jackson quần áo sport thể thao. Đây bỏ mấy ghế nè, tới ngồi nghỉ mệt, kêu ba tới ngồi hả. À, kêu ba chị kêu ngồi chụp hình, ngồi bắt đóc nữa chứ. Sao chạy đâu vậy? Chạy đâu vậy? Coi. Này, ô ba mày đi lên tầng. Zara last em có. Yeah. Ba vô tiệm giày á. Đi con Victoria vô tiệm giày nè con. Cái gì tiệm giày nè. Nó bê dạo đó. Đó thì mọi người. Thì Mận cũng quay ở ngoài đường cũng như là phong cảnh ở ngoài tí xíu. Rồi vô trong siêu thị, trong trung tâm này thì Mận cũng quay sơ sơ tí xíu. Thì Mận cũng thôi, cái video cũng đã dài rồi. Thì Mận cũng xin dừng tại đây nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo. Bye bye ông bà cô chú đi con. Bye bye. Bye bye ông bà cô chú nè.